Thân mến, chào tất cả các em học sinh. Rất vui được gặp lại các em trong chuyên đề tiếp theo của môn địa lý. Việt Nam là một quốc gia có cơ cấu nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tăng cường quá trình hội nhập kinh tế. Nước ta cũng là nước mà có nhiều cái điều kiện thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp với nhiều đặc trưng và nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng. Vậy thì cơ cấu nền kinh tế nước ta có đặc điểm gì? Đặc điểm sản xuất của ngành nông, lâm và ngư của nước ta ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua chuyên đề tiếp theo, đó là chuyên đề cơ cấu nền kinh tế, địa lý nông nghiệp Việt Nam. Trong chuyên đề này đó chính là bao gồm bài 20, 21, 22, 24 và 25 ở trong sách giáo khoa. Thầy chia thành 4 phần lớn, đó là cơ cấu nền kinh tế, địa lý về ngành nông nghiệp, địa lý về ngành thủy sản, địa lý về lâm nghiệp. Nào bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung chi tiết. Bình Đức, Bảo Châu, xin chào tất cả các bạn. Châu sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Do đó, hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn những phụ kiện mà tụi mình chọn để đem vào phòng thi nhé. Với các môn như văn, sử, địa, Châu sẽ chọn bút TL036 hay TL025. Bút của Thiên Long, mực thường ra rất đều và liên tục. Khi viết rất là thoải mái, không hề cảm thấy bị mỏi tay. Còn nếu bạn nào thích nét bút nhỏ, chọn bút TL079, TL027 hay TL095. Đặc biệt là cây TL027 rất thân quen với học sinh tụi mình đó. Thì các môn toán, lý, hóa thì Đức cần những phụ kiện xịn sau đây: thước SO028 hay thước SO02 với chất liệu bằng nhựa trong suốt, vạch kẻ nhỏ giúp dễ dàng kẻ đường thẳng, xác định góc đo và cung tròn một cách nhanh chóng. Tiếp theo là con 3 TBC012, có thân bằng nhựa, nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau và dễ dàng thay bút chì khi đang sử dụng. Đặc biệt, Đức khuyên các bạn nên sử dụng máy tính Flexio FX590VN. Ngoài 453 tính năng cơ bản, còn có thêm 2 tính năng phép chia, lấy số dư và thông báo sắp hết pin. Quan trọng hơn là máy tính này được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào phòng thi. Để làm bài thi trắc nghiệm vừa nhanh vừa rõ ràng, Châu sẽ chọn bộ sản phẩm Kit 01. Bộ sản phẩm bao gồm 2 bút chì bấm, có chút mini trên thân bút, 1 ống min chì 2B, tô nhanh, khó gãy và 1 gom tẩy ít bụi, siêu sạch. Tụi mình chọn Thiên Long bởi vì sản phẩm vừa đẹp vừa bền lại hợp với túi tiền nữa chứ. Vậy là các bạn đã có bí kíp để tự tin bước vào phòng thi rồi. Hãy ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé. Chúc các bạn thành công. Đầu tiên là cơ cấu nền kinh tế, là cơ cấu theo ngành. Thì các em lưu ý là theo ngành kinh tế chúng ta phân thành là khu vực 1 là nông lâm ngư, khu vực 2 là công nghiệp xây dựng và khu vực 3 là dịch vụ. Chúng ta cùng quan sát một biểu đồ cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của nước ta. Từ năm 1990 đến năm 2007, chúng ta có một số nhận xét cơ bản sau. Về cơ cấu ngành kinh tế thì có sự chuyển dịch nhé các em. Tỷ trọng GDP khu vực nông lâm ngư là giảm không liên tục, giảm 18,4%. Tỷ trọng GDP của công nghiệp xây dựng là tăng liên tục, tăng 18,8%. Tỷ trọng GDP trong khu vực dịch vụ là giảm không liên tục, giảm 0,4%. Về cơ cấu thì có sự chuyển dịch từ nông lâm ngư qua công nghiệp xây dựng. Cụ thể đó là từ năm 90-91, dần đầu là tỷ trọng về nông lâm ngư. Năm 95-2002 là tỷ trọng của khu vực dịch vụ là cao nhất. Năm 2005 thì dần đầu là tỷ trọng của công nghiệp xây dựng. Như vậy nó thể hiện là chuyển dịch từ cơ cấu nông lâm ngư qua công nghiệp xây dựng. Và xu hướng tỷ trọng ở đây là giảm tỷ trọng nông lâm ngư, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng. Tỷ trọng của khu vực dịch vụ thì khá cao nhưng mà chưa ổn định. Vậy thì cái quá trình chuyển dịch cơ cấu như vậy là thể hiện cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng mà còn chậm. Chúng ta cùng quan sát về biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của nước ta năm 2002 và năm 2007. Thì các em thấy được rằng là tỷ trọng của nông nghiệp là xu hướng giảm, tỷ trọng của lâm nghiệp là xu hướng giảm luôn, tỷ trọng của thủy sản là xu hướng tăng. Và trong phần này thì cụ thể các con số các em có thể nhìn kỹ theo cái biểu đồ. Tiếp tục chúng ta cùng quan sát về bảng 20.1 cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.
từ năm 90 đến năm 2005 của ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Các em thấy được rằng tỷ trọng của ngành trồng trọt xu hướng là giảm không liên tục nhưng chiếm tỷ trọng còn cao 73,5% năm 2005. Tỷ trọng của chăn nuôi là tăng liên tục và đạt 24,7% năm 2005. Còn dịch vụ nông nghiệp thì là giảm không liên tục và đạt 1,8% năm 2005. Như vậy theo cơ cấu thì các em thấy được rằng trong sản xuất nông nghiệp thì trồng trọt vẫn đang còn chủ yếu, nhưng xu hướng là tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi. Mời các em cùng quan sát biểu đồ về cơ cấu giá trị công nghiệp nước ta năm 96-2005 thì các em thấy được rằng tỷ trọng về công nghiệp chế biến là xu hướng tăng lên, tỷ trọng công nghiệp khai thác là xu hướng giảm xuống và tỷ trọng công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước là xu hướng giảm. Chúng ta cùng đến với đặc điểm tiếp theo, đó là chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế. Thì về thành phần kinh tế thì các em lưu ý là có kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các em cùng quan sát bảng tiếp theo, chúng ta có thể thấy được rằng là kinh tế nhà nước từ năm 95 đến 2005 là xu hướng tỷ trọng ở đây là giảm và đến năm 2005 đạt 38,4%. Kinh tế ngoài nhà nước là cùng xu hướng giảm luôn, từ 53,5 năm 2000 tỷ trọng kinh tế ngoài nhà nước thì xu hướng giảm và giảm từ năm 1995 là 53,5 giảm xuống 45,6 vào năm 2005. Trong đó thì kinh tế tập thể là xu hướng giảm, kinh tế tư nhân là xu hướng tăng lên, kinh tế cá thể là xu hướng giảm. Về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì là xu hướng tăng và giá trị tăng rất là cao và đến năm 2005 là đạt khoảng 16%, như vậy thể hiện cho quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Tiếp tục chúng ta cùng đến với chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Thì ở nước ta đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm, đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ở nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp, các khu chế xuất, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Việc phát huy thế mạnh của từng vùng dẫn tới sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước. Vùng Đông Nam Bộ là vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất với 55,6% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long nổi bật là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực phẩm, chiếm tới 40,7% trong giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của cả nước. Trên đây là một số hình ảnh chúng ta có thể thấy được rằng là vùng chuyên canh cây cà phê thì nổi bật đó chính là vùng Tây Nguyên. Vùng chuyên canh cây cao su là nổi bật là vùng Đông Nam Bộ. Chúng ta có thể chốt lại một số cái nội dung cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thế này. Về ngành kinh tế là giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực 2, khu vực 3 thì tỷ trọng tương đối cao nhưng mà chưa ổn định. Về thành phần kinh tế thì giảm tỷ trọng khu vực nhà nước nhưng khu vực nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo. Giảm tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước và đặc biệt là tăng tỷ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Về lãnh thổ kinh tế thì phát triển hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, rồi các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đặc biệt là hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm. Như vậy là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta về ngành, thành phần và lãnh thổ kinh tế đang đi theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ hai, đó là đặc điểm về ngành nông nghiệp nước ta. Ở Việt Nam chúng ta nổi bật với một nền nông nghiệp nhiệt đới, có nhiều điều kiện phát triển như là khí hậu nhiệt đới gió mùa, có sự phân hóa theo chiều Bắc Nam, theo độ cao đã ảnh hưởng rất là căn bản đến cơ cấu mùa vụ và đặc biệt là cơ cấu sản phẩm nông nghiệp. Sự phân hóa của các điều kiện về địa hình này, đất trồng đã cho phép và đồng thời đòi hỏi phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng, cho nên mỗi vùng như vậy chúng ta có những đặc trưng riêng. Đối với vùng núi thì có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp lâu năm. Còn ở các vùng đồng bằng thì cái thế mạnh rõ ràng nhất đó là phát triển về cây lúa, phát triển về cây hàng năm và đặc biệt là thủy sản và nuôi gia cầm.
Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa đã làm cho việc phòng chống thiên tai, sâu bệnh và dịch bệnh là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Ở trong hình này các em có thể thấy được rằng là một số vấn đề khó khăn như là thiên tai, lũ lụt, bão, hạn hán, hoang mạc hóa và đặc biệt là sự phát triển của mầm bệnh đã ảnh hưởng rất là lớn đến nền nông nghiệp. Đặc điểm thứ hai đó là khai thác hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới thì các cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp với từng vùng sinh thái nông nghiệp. Chúng ta có thể thấy được rằng là cơ cấu mùa vụ là có sự thay đổi nhiều và đặc biệt là với cái giống cây ngắn ngày, các loài cây chịu được sâu bệnh và thu hoạch trước mùa bão, lũ hay hạn hán. Như vậy có sự linh hoạt về cơ cấu cây trồng. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ hoạt động của ngành giao thông vận tải, của công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. Chúng ta đẩy mạnh sản xuất nông sản nhiệt đới theo hướng xuất khẩu với các sản phẩm nổi bật như là lúa gạo, cà phê, cao su, tiêu, điều, vân vân. Đặc điểm thứ hai là nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa thì ở nước ta đã song song cùng tồn tại hai nền nông nghiệp đó là cổ truyền và hàng hóa. Thì chúng ta cùng tìm hiểu thông qua cái bảng như thế này. Về đặc điểm sản xuất của nền nông nghiệp cổ truyền là đặc trưng ở đây là sản xuất nhỏ, lạc hậu, năng suất thấp và mang tính chất là tự cung tự cấp. Nền nông nghiệp cổ truyền thì vẫn còn phổ biến ở nhiều vùng của nước ta. Về nông nghiệp hàng hóa thì đặc trưng là sản xuất rất là hiện đại, quan tâm nhiều về thị trường và lợi nhuận mang lại. Ở nền nông nghiệp hàng hóa thì việc đẩy mạnh thâm canh, tăng cường chuyên môn hóa gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp được đẩy mạnh và chú trọng hơn. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc vật tư nông nghiệp hơn và đặc biệt là nông nghiệp hàng hóa thì ngày càng phát triển ở nước ta. Chúng ta cùng đến với đặc điểm của ngành trồng trọt. Thì ngành trồng trọt là chiếm tới 75% tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Các em có thể thấy được rằng là cơ cấu giá trị sản xuất từ năm 90 đến năm 2005 có cái sự thay đổi. Về tỷ trọng của cây lương thực là xu hướng giảm. Cây rau đầu thì là có xu hướng tăng lên. Đặc biệt là cây công nghiệp có xu hướng tăng lên và cây công nghiệp là chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu ngành trồng trọt. Còn về cây ăn quả thì xu hướng giảm, các cây khác có xu hướng giảm. Như vậy tự chung lại là giảm về cây lương thực, cây ăn quả, cây khác, còn tăng là tăng về cây rau đầu và đặc biệt là cây công nghiệp. Về sản xuất lương thực thì vai trò của sản xuất lương thực là đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng rất là đặc biệt đối với việc đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và nguồn hàng cho xuất khẩu. Việc đảm bảo an ninh lương thực là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Điều kiện phát triển thì điều kiện tự nhiên, tài nguyên như là đất, nước, khí hậu cho phép nước ta phát triển sản xuất lương thực phù hợp với vùng sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên nước ta vẫn có nhiều cái thiên tai, sâu bệnh ảnh hưởng trực tiếp đe dọa đến sản xuất ngành lương thực. Về tình hình sản xuất lương thực thì diện tích lúa là tăng mạnh và đạt 7,3 triệu hecta, cơ cấu mùa vụ thì có nhiều sự thay đổi. Năng suất lúa thì tăng mạnh đạt 49 tạ hecta trên năm. Sản lượng lúa thì tăng mạnh 36 triệu tấn. Bình quân lương thực trên đầu người thì tăng và đạt 470 kg trên một người trên một năm. Việt Nam là một trong những nước hàng đầu về xuất khẩu gạo và đạt 3 đến 4 triệu tấn gạo xuất khẩu mỗi năm. Hai vùng sản xuất lương thực lớn nhất của nước ta đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng đồng bằng sông Hồng. Về sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả thì điều kiện phát triển thì khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có nhiều loại đất phù hợp như là đất phèo, đất xám, đất đỏ Ba Gian. Nguồn lao động nước ta rất là dồi dào, có thị trường rộng lớn, có mạng lưới các cơ sở chế biến cây công nghiệp. Tuy nhiên có một số khó khăn là thị trường thế giới có nhiều biến động, cái sản phẩm của chúng ta thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu của thế giới. Về hiện trạng phát triển thì cây công nghiệp lâu năm thì chúng ta có cây cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa và chè. Như vậy chúng ta sẽ có 6 cây lâu năm. Về cây hàng năm thì có mía, lạc, đầu tương, thuốc lá, bông, vân vân. Về cây ăn quả chúng ta rất là đa dạng: chuối, cam, xoài, nhãn, vải thiều, chôm chôm, dứa, vân vân.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Chúng ta cùng đến với đặc điểm của ngành chăn nuôi. Về ngành chăn nuôi là ngành có tỷ trọng ngày càng tăng lên và phát triển vững chắc. Xu hướng nổi bật là sản xuất theo hướng hàng hóa, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp. Tỷ trọng sản phẩm không qua giết thịt như là trứng, sữa thì tăng nhanh. Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi. Ví dụ như là đồng cỏ, gò đồi, các cái nguồn thức ăn. Về chăn nuôi lợn và gia cầm thì đây là nguồn cung cấp thịt chủ yếu. Đàn lợn thì cung cấp trên 3/4 sản lượng thịt các loại và chiếm khoảng 27 triệu con. Chăn nuôi gia cầm thì phát triển mạnh đạt 220 triệu con. Và những cái vùng phát triển đó chính là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về chăn nuôi gia súc ăn cỏ thì cái vai trò là cung cấp chúng ta về thịt, về da, về sữa. Đàn trâu là đạt 2,9 triệu con, nổi bật đó là vùng trung du miền núi Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ. Đàn bò thì đạt 5,5 triệu con, nổi bật ở Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bò sữa thì được nuôi ven ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chăn nuôi dê cừu cũng phát triển khá là mạnh và đặc biệt là những cái vùng gò đồi thì chăn nuôi dê cừu phát triển mạnh. Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, đó là tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thì các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đó chính là các yếu tố về tự nhiên, về kinh tế xã hội thì nước ta đã chia thành 7 vùng nông nghiệp. Ở nước ta thì có sự thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, đó là tăng cường cái chuyên môn hóa để tạo ra các vùng chuyên canh để sản xuất các cái nông nghiệp mang tính chất hàng hóa. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nhằm khai thác hợp lý tài nguyên, lao động và giảm thiểu rủi ro. Tiếp tục đó là kinh tế trang trại thì được phát triển, thúc đẩy nông lâm ngư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế trang trại thì phát triển từ kinh tế hộ gia đình. Thì đó là 3 đặc điểm khái quát đầu tiên về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với 7 vùng nông nghiệp. Vùng trung du miền núi Bắc Bộ thì điều kiện sinh thái thì có bao gồm địa hình là đồi núi, cao nguyên, đồi thấp, đất phe lít đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu, có khí hậu cần nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh. Cho nên có chuyên môn hóa ở đây là các cây công nghiệp có nguồn gốc cần nhiệt và ôn đới như là chè, sởi, hồi, các loại cây như là đầu tương, lạc, thuốc lá, rồi các loại cây ăn quả, cây dược liệu. Còn về chăn nuôi thì có chăn nuôi trâu, bò, rồi lợn ở khu vực trung du.
Vùng đồng bằng sông Hồng thì điều kiện sinh thái ở đây là vùng đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng, có đất phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình, có mùa đông lạnh. Cho nên chuyên môn hóa sản xuất ở đây là các cái giống lúa cao sản, lúa chất lượng cao, cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau, các cái loại cây như là đay, cói. Còn về chăn nuôi thì có chăn nuôi lợn, bò, bò sữa, gia cầm, và đặc biệt là có hoạt động về thủy sản. Vùng Bắc Trung Bộ thì vùng có điều kiện là đây là những vùng có đồng bằng nhỏ hẹp, có vùng đồi trước núi, có đất phù sa và đất phèalít, và ở nơi đây có nhiều thiên tai. Chuyên môn hóa sản xuất ở đây là các cây công nghiệp hàng năm như mà lạc, mía, thuốc lá, cây lâu năm như là cây cà phê, cây cao su nhưng mà quy mô rất là ít. Chăn nuôi thì trâu, bò lấy thịt, nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì điều kiện sinh thái ở đây là các đồng bằng hẹp nhưng mà đất đai thì khá màu mỡ, có nhiều vịnh biển thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Vùng này dễ bị hạn hán vào mùa khô, đặc biệt là cực Nam Trung Bộ. Chuyên môn hóa ở đây là cây công nghiệp hàng năm là cây mía, cây thuốc lá. Cây lâu năm thì có cây dừa rất nổi bật, trồng lúa, rồi nuôi bò thịt, nuôi lợn, và hoạt động nổi bật đó là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Vùng thứ năm là Tây Nguyên, thì điều kiện ở đây là các cao nguyên rộng lớn, có độ cao khác nhau. Khí hậu thì phân thành hai mùa, mưa khô rõ rệt, đặc trưng là thiếu nước vào mùa khô. Chuyên môn hóa sản xuất ở đây là các cây trồng như là cây cà phê, cây cao su, cây chè, cây hồ tiêu. Về chăn nuôi thì có chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Vùng thứ sáu là vùng Đông Nam Bộ, thì điều kiện sinh thái ở đây là vùng có nhiều đất đỏ ba gian, đất xám phù sa và địa hình là khá là bằng phẳng. Ở đây có các vùng trũng có khả năng về nuôi trồng thủy sản, đặc trưng vẫn là mùa khô là thiếu nước. Về chuyên môn hóa sản xuất ở đây là các cây công nghiệp lâu năm như là cây cao su, cà phê, cây điều. Cây công nghiệp ngắn ngày như là cây đầu tương, cây mía. Về hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng phát triển, nuôi bò sữa ven các thành phố và đặc biệt là nuôi gia cầm. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì điều kiện sinh thái ở đây là các cái dải đất phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn. Ở đây thì có vịnh biển nông, ngư trường rộng lớn, giàu có về thủy hải sản. Có các vùng rừng ngập mặn có tiềm năng về nuôi trồng thủy hải sản. Chuyên môn hóa ở đây là lúa có chất lượng cao. Cây hàng năm thì có cây mía, cây đay, cây cói, cây ăn quả nhiệt đới. Thủy sản đặc biệt là tôm, gia cầm là gồm có vịt đàn. Như vậy chúng ta tìm hiểu xong về 7 vùng nông nghiệp. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đặc điểm của ngành thủy sản nước ta. Về ngành thủy sản nước ta có những điều kiện phát triển đó là bờ biển dài 3.260 km, vùng biển rộng lớn, nguồn hải sản rất là phong phú. Có nhiều ngư trường lớn, có 4 ngư trường trọng điểm từ Bắc vào Nam, đó là ngư trường Vịnh Bắc Bộ, ngư trường Hoàng Sa Trường Sa, ngư trường Ninh Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau Kiên Giang. Dọc bờ biển thì có nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn với diện tích lớn. Có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, vùng trũng ở cái vùng đồng bằng để mà nuôi và thả cá. Về điều kiện kinh tế xã hội thì người dân có nhiều kinh nghiệm, có truyền thống đánh bắt, nuôi trồng. Các phương tiện, tàu thuyền, ngư cụ được hiện đại hơn. Dịch vụ thủy sản và chế biến thủy sản thì ngày càng phát triển. Và thủy sản là một trong những cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nền nông nghiệp nước ta. Chính sách phát triển ngành thủy sản thì gắn liền với bảo vệ nguồn lợi và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Tuy nhiên có một số khó khăn đó là bão và gió mùa đông bắc ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất về ngành thủy sản. Phương tiện đánh bắt thì còn chậm đổi mới, cái năng suất còn thấp. Hệ thống các cảng cá, công nghiệp chế biến thì vẫn còn một số hạn chế. Môi trường biển thì bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản là bị suy giảm dần. Về sự phát triển và phân bố thì chúng ta cũng thấy rằng là ngành thủy sản nước ta là phát triển nhanh. Sản lượng thủy sản là đạt trên 3,4 triệu tấn năm 2005. Các em có thể cập nhật năm 2007 theo Atlas địa lý. Sản lượng bình quân theo đầu người là 42 kg trên một người trên một năm. Về khai thác thủy sản thì sản lượng là khoảng 1.987,9 nghìn tấn. Trong đó thì hải sản là chiếm phần lớn và chiếm khoảng là 1,8 triệu tấn. Về nuôi trồng thủy sản thì đây là cái quan trọng nhất
là nuôi tôm và kỹ thuật là ngày càng được nâng cao. Nghề nuôi cá nước ngọt thì nước ta cũng phát triển, đặc biệt ở các vùng đồng bằng. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm về ngành thủy sản, chúng ta cùng đến với ngành cuối cùng, đó là ngành lâm nghiệp. Lâm nghiệp là ngành có cái vai trò rất là quan trọng đối với kinh tế xã hội và sinh thái. Về kinh tế là cung cấp cái nguồn gỗ quý, thú quý, nguyên liệu cho công nghiệp giấy và dược liệu, vân vân. Về sinh thái thì cái lâm nghiệp có vai trò trong cái việc chống xói mòn, các cái rừng chống xói mòn, giữ đất, giữ nước, ngăn gió bão, ngăn cát lấn, vân vân. Thứ hai là tài nguyên nước ta thì giàu có nhưng mà bị suy thoái rất là nhiều. Ở nước ta thì có 3 loại rừng, đó là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Rừng phòng hộ là có đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ các thiên tai, có 7 triệu hecta và thường phân bố ở lưu vực sông, ven biển. Rừng đặc dụng là rừng có công dụng đặc biệt, là các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển. Trải dọc theo đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều các vườn quốc gia, khu bảo tồn và khu dự trữ sinh quyển. Rừng sản xuất thì đóng vai trò là sản xuất diện tích khoảng 4,5 triệu hecta và phần lớn là mang tính chất đó là giao đất, giao rừng và cho thuê để sản xuất. Sự phát triển ở phân bố lâm nghiệp thì về trồng rừng thì nước ta có khoảng 2,5 triệu hecta rừng trồng tập trung. Hàng năm như vậy chúng ta trồng thêm khoảng 200.000 hecta nhưng vẫn còn hàng nghìn hecta là bị chặt phá, bị cháy, nhất là vùng Tây Nguyên. Về khai thác và chế biến gỗ và lâm sản thì mỗi năm như vậy nước ta khai thác khoảng 2,5 triệu mét khối gỗ, khoảng 120 triệu cây tre, 100 triệu cây nứa. Các sản phẩm gỗ quan trọng nhất đó chính là gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn. Công nghiệp giấy và bột giấy thì được phát triển, nổi bật đó chính là cái nhà máy ở Bãi Bằng, nhà máy Tân Mai. Rừng thì còn cung cấp về củi và than. Như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm cơ cấu nền kinh tế, đặc điểm về nền nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Bây giờ chúng ta cùng đến với một số cái bài tập rèn luyện. Câu đầu tiên, điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp của nước ta? Ảnh hưởng lớn nhất đó là khí hậu có sự phân hóa, cho nên nó tạo nên cái cơ cấu mùa vụ khác biệt. Đáp án B. Câu thứ hai, loài cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp của Đông Nam Bộ? Đông Nam Bộ thì nổi bật với cây cao su, cây cà phê, cây điều, còn cây chè thì không phải nổi bật, không phải chuyên môn hóa. Phát biểu nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên? Như vậy Tây Nguyên thì là hồ tiêu trồng nhiều nhất ở Kon Tum và Lâm Đồng. Cái này là không đúng. Các em. Câu số 4. Ý nghĩa lớn nhất của việc trồng cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung Du miền núi Bắc Bộ là gì? Đó là hạn chế cái du canh du cư, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Đáp án B. Câu 5. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa thì nhiệm vụ hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp là gì? Đó chính là phòng chống thiên tai, đó là phòng chống cái dịch hại cây trồng, dịch bệnh đối với vật nuôi. Đáp án C. Câu 6. Nền nông nghiệp hàng hóa của nước ta có đặc trưng nào sau đây? Nông nghiệp hàng hóa thì thị trường và lợi nhuận được quan tâm nhiều hơn. Đáp án D. Câu số 7. Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp của Trung Du miền núi Bắc Bộ khác với Tây Nguyên là do sự khác biệt chủ yếu về, đó là về điều kiện sinh thái nông nghiệp. Câu 8. Giá trị sản phẩm thủy sản của nước ta hiện nay vẫn còn chưa cao, chủ yếu là do, đó là công nghiệp chế biến còn nhiều hạn chế. Đáp án C. Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta? Đó là đáp án A. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ. Thì cái này là không có đúng. Câu số 10. Biện pháp chủ yếu nhất góp phần làm giảm thiểu rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nước ta là gì? Đó chính là đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp. Câu 11. Điều kiện tự nhiên nào thuận lợi nhất để phát triển ngành khai thác thủy sản của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? Đó chính là ở đây có các cái ngư trường trọng điểm, đó là ngư trường Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, rất là thuận lợi để phát triển khai thác thủy sản.
Như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong về chuyên đề cơ cấu nền kinh tế, địa lý nông nghiệp Việt Nam. Qua chuyên đề này, các em lưu ý các vấn đề cơ bản, đó là cơ cấu nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng tích cực, hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nước ta có một nền nông nghiệp, nền thủy sản, nền lâm nghiệp phát triển và đóng góp ngày càng lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội. Các em lưu ý các kiến thức cơ bản, tăng cường rèn luyện thêm các bài tập về Atlas Địa lý Việt Nam để nắm tốt bài hơn. Thân mến, chào tất cả các em. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.